Thay vì bạn chọn kính theo hình dáng khuôn mặt của mình, thì bây giờ bạn hãy thử chọn kính mắt theo hình dáng lông mày của mình xem sao nhá. Thế thì phải kiểm chứng để xem là cái nào hợp với lông mày nhá. Đây rồi, kính Batgirl mọi người ơi. Hơi chật so với mặt mình. Mét lên tí nào không? Kính hiệu mỏng mọi người ạ. Trông cũng hay hay. Hơi dày đấy mọi người. Không hợp, không hợp. Mặt to tại sao đeo cái gọng mỏng được. Thử kính dâm mọi người ạ. 2 trong 1. Lại thử kính huyền thoại. Kính mắt mèo mọi người ạ. Ui, sợ quá. Nếu cuộc sống của bạn đã quá đam tối, đây là giải pháp cho bạn này. Đeo vào à. Thiếu thêm màu hồng thôi. Cũng là nhiều đấy mọi người ạ. À, cũng là hoa mắt đấy. Không biết là chọn cái nào đấy. Ok, đẹp quá. Ôi, đứt mất cái mắt rồi. Bây giờ phải đi đo kính mọi người ạ. Ui, nhiều loại lắm mọi người ơi. Mình không nghĩ là bây giờ kính hiện đại này đâu nhá. Ngồi vào cái máy để đo mắt. Em có cận không anh? Không cận à? Tuyệt vời. Chọn cái này mọi người ạ. Tiếp thanh toán đấy ạ. À đấy, kính mắt Anna còn đang có chương trình Back to School từ 28 tháng 8 đến mùng 10 tháng 9 trên toàn quốc. Chương trình gọng kính 1K nào, dù là chương trình quay số trúng thưởng, chúng sẽ Yamaha Genus 30 triệu lận á. À, mà mọi người không qua được cửa hàng có thể mua tại TikTok Shop đang được miễn phí vận chuyển đấy mọi người ạ. Link ở bên dưới nha. Cái túi về tự tin hẳn mọi người ạ. Ở đây á, nó bảo hành cho cả cái lỗi mà không đến từ nhà sản xuất, tức là ngày mai mà cứ lỡ mua vào cái kính mà nó gãy, vẫn bảo hành như thường. Tuyệt vời.